Nha, video này mình sẽ thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 10 đô token cần refi thôi như tất cả các bạn. Để tham gia hôm nay mình clip phần link mô tả mình. Các bạn mở link form các bạn. Cái link form này các bạn nên làm nhanh các bạn để ngày mai là đóng. Rồi trong đầu thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi dòng thứ hai là cái địa chỉ UFer email là các bạn điền giùm mình là anh Nhân Quỳnh 5991@gmail.com nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ chocolate ra, các bạn copy địa chỉ bet20 nè các bạn. Con này nó chạy trên tảng BNB Smart Chain các bạn. Mình chờ xíu các bạn. Thì các bạn lướt xuống nè các bạn. Các bạn tìm địa chỉ NH của mình nha các bạn. Các bạn sao chép lên nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn mở link form ra quá đây. Tiếp tục thì các bạn join vào kênh hai kênh channel của dự án các bạn trên Telegram á. Rồi các bạn copy username Telegram của tất cả các bạn lại các bạn. Các bạn vào setting thì sẽ gặp username Telegram của tất cả các bạn nè. Cộng anh bút số 1. Tiếp tục thì các bạn vào đây các bạn follow và nghị quyết là tan ba người bạn vào nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tan ba người bạn vào thì các bạn bắt up lên nè. Các bạn nhấp vào bao bên cùng, bạn nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Thì các bạn bắt vào một nghị quyết này nè các bạn. Qua bấm vào chia sẻ nè. Sao chép đến Twitter nè các bạn. Bắt từ đây nha các bạn. Còn cái Medium thì các bạn vào follow rồi cái điện là username các bạn. Medium nếu các bạn follow không được thì các bạn click cái phần link thứ hai của mình, các bạn tải về phần mềm Tun VPN ra rồi các bạn mở lên nè các bạn. Sau khi các bạn mở lên qua chút xíu các bạn. Sau khi các bạn mở lên các bạn nhấp vào một trái đất nè, các bạn chọn giùm mình quốc gia Hoa Kỳ rồi các bạn bấm vào một nhấn để kết nối nha các bạn thì tự động nó VPN qua Hoa Kỳ nha các bạn. Rồi tất cả các bạn follow các bạn gì mình đã follow nếu mình bắt về VPN thì cái mà mình quay phim không được các bạn. Rồi các bạn thông cảm các bạn. Rồi YouTube thì các bạn nhấp vào đây subscribe chụp màn hình lên đó các bạn. Rồi các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Rồi các bạn gửi nó cho biểu mẫu các bạn. Rồi các bạn chọn thêm tệp nè các bạn. Cái tới thiết bị nè các bạn. Sau khi các bạn chọn tệp, các bạn bấm chọn tải lên nha các bạn. Rồi các bạn gì bấm gỡ nha các bạn. Rồi các bạn xác minh nha các bạn, chọn tất cả đèn giao thông. 1 2 đèn giao thông đâu ta? 3 rồi xác minh không được thì cấp tra khác, cấp tra này khó quá. Ok như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp đến đây cũng kết thúc rồi, mà mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.